Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Bầu Trinh, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Diện tích lô đất là khoảng 5 mẫu. Nằm ngay khu dân cư luôn nha mọi người. Đất của mình là có khoảng 3 mặt tiền luôn nha mọi người, 3 mặt tiền. Đây là mặt tiền phía sau hông của nó này, là mặt tiền đường nhựa, khoảng tầm 80 m. Hơn 80 m mặt tiền đường nhựa. Đây là con đường nhựa nằm phía sau sau đất mình nha. Tiền khoảng tầm hơn 80 mét mặt tiền á. Đó, xung quanh là khu dân cư ở nè, nhà ở người ta nè. Đó, đây là lô đất của mình đây nè. Con đường này cũng có hiển thị trong sổ luôn nha mọi người. Con đường đá này nè. Đất mình là đất ở Ba Giang. Người ta đang mới trồng cây ăn trái lên nha mọi người. Lô đây là đất bằng phẳng, cao ráo đẹp lắm. Này mình lôi mình có đổ nhựa không hay là đổ bê tông không? Hay là để vậy thôi. Đổ bê tông lên hả? Cái đường này mình ủi lên mình chuẩn bị đổ bê tông nha mọi người. Xung quanh là trồng cây ăn trái hết rồi nha mọi người, người ta lên cây ăn trái hết rồi, chủ yếu là sầu riêng hết đó. Còn đây người ta đang đào một cái múc một cái ao để làm cái hồ, làm cái ao cái hồ còn là dạng như sinh thái nghỉ dưỡng vậy đó. Có một cái nhà cấp 4 luôn nha mọi người.
Lô này thì người ta có rào lưới xung quanh hết rồi, có ranh giới rõ ràng hết rồi, cũng có hệ thống phun tự động hết rồi nha mọi người. Đó, hệ thống phun tự động nè, người ta lên cây ăn trái hay sầu riêng. Chủ yếu sầu riêng nhiều. Đây là mặt tiền đường trục đường chính bầu chính lăng lớn nha mọi người. Đó, đây là trục đường chính nè, khoảng tầm hơn 70 mét mặt tiền đường chính bầu chính lăng lớn. Đó, xung quanh là khu dân cư ở luôn nè. Cái hướng bên này á, là hướng đi về quốc lộ 56 về Nghệ Giao. Đó, còn hướng cái hướng bên này nè là đi về chợ Lăng Lớn, đi về đường Mỹ Xuân Nghệ Giao Tóc Tiên Hắc Dịch ra quốc lộ 51. Lô này thích hợp cho những ai làm nhà vườn, nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha mọi người. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại 037 210 7725. Mình xin kết thúc video tại đây. Chào tất cả mọi người.